Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và trong thời gian qua thì rất nhiều anh em có hỏi em là cái dây quang xịn nó có tốt hơn những cái dây quang thường hay không. Đấy, tiện trả lời luôn cho anh em và bác nhé. Cái dây quang xịn này nó rất là quan trọng, những cái dây quang mà anh em dùng nó rất là quan trọng. Đấy, để anh em sử dụng vào những con đầu giải mã hay là những con vang số có giải mã thì thường tất cả anh em và các bác hay sử dụng những cái dây quang nó tốt để anh em lấy tín hiệu từ TV nó xuống nó được chuẩn nhất. Đấy, nó không bị suy hao, nó không bị độ, không có độ trễ. Đấy, đường ra âm thanh nó ra và ánh sáng nó là đường nhanh nhất và nó sẽ không có độ trễ anh em bác nhé, mà nó sẽ rất là sạch sẽ. Đấy, ra và ánh sáng mà. Đấy, thì trên tay em đang làm con DAC cao cấp. Đấy, thì em lấy con này ra để em test cho anh em. Đấy, test để cắm thử cho anh em những cái dây quang. Đấy, quan trọng nhất là cái tiếp xúc nó phải chuẩn này, cái chất lượng dây nó phải tốt này, và nó phải bền. Đấy, bền theo thời gian. Đấy, trên tay em đang là một con DAC có mức giá là 6.500.000 đồng. Đấy, thì chắc chắn là tất cả anh em và các bác thì lúc nào cũng muốn chơi đồ xịn rồi. Đấy, nhất là những con DAC nó đắt tiền thì anh em không bao giờ tiếc những cái dây, những cái dây dợn đi kèm theo vài trăm nghìn, anh em và em biết là không bao giờ tiếc. Đấy, đây là một con DAC cao cấp. Đấy, để anh em chơi những cái dây quang nó tốt một chút thì em có mang đến cho anh em hai mẫu dây quang tất cả. Đấy, thì đầu tiên là một mẫu dây quang Hotex tới từ Nhật anh em bác nhá, dây Hotex tới từ Nhật. Đây là dây quang Hotex. Đấy, đây anh em thể nhìn dây Hotex đây. Đấy, thì kể trên dây nó cũng có chiều đây, anh em thể nhìn Hotex, dây này dây Nhật xịn anh em bác nhá, Hotex và có chiều ra và chiều vào này. Đấy, chiều ra và chiều vào. Kể cả hiện tại nhà em cũng đang chơi cái dây này luôn. Đấy, hiện tại nhà em cũng đang chơi cái dây này luôn. Đấy, và những cái tín hiệu anh em lấy đây, hiện tại là em đang vừa rút cái ra, nó sẽ có ánh sáng màu đỏ như này. Đấy, và kể cả test những con này, test những cái dây quang này cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, đầu tiên anh em tháo cho em những cái đầu chụp này ra. Cái đầu chụp này là những cái đầu em bảo vệ nhé, bảo vệ không bị bụi vào, nhưng mà bụi vào thì nó sẽ bị suy hao của tín hiệu của anh em đi. Đấy, em sẽ để rất là cẩn thận không để mất những cái đầu này của anh em bác. Đấy, đầu tiên là anh em cầm hai cái đầu này và anh em chỉ cần chiếu lên một phát. Đấy, anh em thể nhìn hiện tại em đang cầm một đầu đúng không ạ, em che đi này, hiện tại nó chưa có một cái đèn gì này, em chỉ cần quay lên trời. Đấy, hiện tại trên nóc, trên trần nhà em có một cái đèn trắng, em quay lên này. Đấy, anh em thể nhìn. Đấy, đây, quay lên chơi này. Đấy, nó rất là nhạy, những dây quang xịn nó rất là nhạy anh em bác nhá, rất là nhạy, nó không bị trễ cái âm thanh của anh em của bác kia, anh em các bác kết nối. Đấy, như những cái dây ở trên tay em là có mức giá là 230.000 cho một sợi dài 2 mét. Đấy, dây quang Hotex xịn của Nhật anh em bác nhá, dây này thì em có 2 mét. Đấy, 230.000 đồng cho một sợi. Đấy, còn tiếp theo một dòng cao cấp hơn nữa là một dòng tới từ Canada. Đấy, đây là dây của Ultralink. Anh em mà chơi sâu thì không còn lạ gì cái hãng Ultralink nữa rồi. Cái hãng Ultralink này thì nó vừa có cả dây loa này, hay là dây dây tín hiệu, dây AV hay là dây quang, nó rất là nhiều. Đấy, dây này thì nó sản xuất chuyên phụ kiện âm thanh. Đấy, trên tay em đang là một cái dây của Ultralink. Dây này thì nó sẽ đánh dấu chiều luôn cho anh em bác, chiều ra và chiều vào. Đấy, chiều ra và chiều vào này. Đấy, như cái chiều này chiều ra, ánh sáng ra thì anh em cắm vào TV cho em. Đấy, cắm vào những cái gì phát có thể phát ra quang được thì anh em cắm cho em. Đấy, em rút ra này. Đấy, con này thì có cả cái chụp zin đi theo dây luôn anh em và các bác nhé, chụp zin đi theo dây luôn. Đấy, lúc nào nó cũng nằm đây, kể cả khi anh em tháo ra này, nó cũng nằm trên dây luôn, nó không mất đi đâu cả. Đấy, dây này là dây cao cấp của bên em. Dây này thì có hai độ dài, một độ dài là 1m8 và độ dài là 2m. Đấy, 1m8 thì có giá là 480.000 đồng, 2m thì có giá là 650.000 đồng. Đấy, dây này cái bãi sách tay hoàn toàn anh em và bác nhé, để anh em thể nhìn Ultralink bãi Canada xịn. Đấy, bãi này là bãi tồn kho, hầu như là sẽ chưa được sử dụng tại Việt Nam. Đấy, nó tồn kho nó như mới luôn anh em và bác ạ. Dây này thì nó được bọc dù chống nhiễu luôn, bọc dù vừa bền này vừa đẹp này. Đấy, bọc một lớp sắc rắn rất là đẹp, nó không bị gãy gập. Đấy, trong này nó là ống thủy tinh mà. Đấy, em quay lên trên cho anh em nhìn cái ánh sáng nó cực kỳ nhạy vào những cái dây quang xịn. Đấy, bỏ ra này, sáng này. Đấy, hiện tại cái chân nhà của em đang là cái ánh sáng màu trắng.
Đấy, đây, cái đầu còn lại này, em chỉ cần chĩa lên trời thôi là nó sẽ có ánh sáng màu trắng luôn. Đấy, tiện cắm luôn cho anh em nhìn. Đấy, đây là cái đầu quang optical. Đấy, đây là cái đầu quang optical. Thì rất nhiều anh em hay lầm nhá, hay bị nhầm, hay bị quay cái tròn tròn này lên thì nó sẽ không cắm được. Đấy, nó sẽ không cắm được. Mà cắm mà nó rất hay bị hỏng cái cổng quang này của anh em các bác. Mà cái đầu DAC của anh em và các bác thì nó rất là đắt tiền, em biết. Đấy, rất đắt tiền, mà hỏng đi thì nó rất là phí. Đấy, anh em nên nhớ là cái cổng ngôi nhà này chúng ta sẽ quay cái dẹt dẹt phía trên. Được chưa? Mình quay cái dẹt dẹt phía trên. Đấy, thì cắm một phát là nó sẽ ăn luôn. Đây, kịch một phát. Đấy, dây xịn thì lúc nào nó kêu kịch một phát. Nó sẽ có một cái lẫy. Đây, nó sẽ có một cái lẫy này. Đấy, anh em thể nhìn. Nó sẽ có một cái lẫy ở đây. Đấy, để nó giữ. Đấy, để nó giữ, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ nghe kịch một phát. Đấy, là tín hiệu vào. Ok. Đấy, thì em đang cắm đúng chiều, anh em có thể nhìn, cắm đúng chiều luôn, tiền chiều mũi tên đây, chiều vào, đấy là nó sẽ vào DAC, và từ DAC chúng ta sẽ ra âm ly, là chúng ta sẽ có một cái tín hiệu chuẩn, đấy, đây, đấy, thì em xin báo giá lại nhé, dây Hotech của Nhật có giá là 230.000 cho một sợi dài 2m, dây Ultralink có 2 độ dài là 1m8, có giá là 480.000, và 2m thì có giá là 650.000. Đấy, anh em nào quan tâm đến hai cái mẫu dây quang học này. Đấy, rất nhiều anh em hay gọi là dây quang học, hay là nhiều anh em gọi là dây optical, hay là dây quang. Đấy. Hai đầu quang. Đấy, vì là trong nó là một cái ống thủy tinh mà. Đấy, ống thủy tinh mà, nên anh em tránh, hạn chế tránh để gập cái nó bị gãy hay bị vỡ cái ống thủy tinh bên trong, là nó sẽ bị suy hao cái tín hiệu của anh em và nó sẽ hỏng nhá. Đấy. Cảm ơn em ạ. Anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Anh em và các bác quan tâm đến hai cái mẫu dây quang này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay dưới màn hình đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong video tiếp theo.